Đúng rồi, gió nó bọc lên luôn kìa. Đó, căng bơm. Hello, mình là Nam Ngô. Hôm nay sẽ cho các bạn coi cái quá trình cẩu một cái cây mai cổ thụ hạng nặng, di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác như thế nào ha. Đây là một lão mai trên 100 năm tuổi thì kích thước rất là khủng, cao 4,5m, tàn khoảng 8m, hoành khoảng 123 và cái bầu đất á là nó khoảng 2m. Và đây là chiếc xe tải chở em nó về Bình Dương ha. Chiếc xe tải cẩu này là khoảng 8 tấn đó. Bây giờ đang trong quá trình đưa dây đai xuống, đưa cẩu lên. Phương án bây giờ á là sẽ thả mấy cái dây đai và cột dây xích ở dưới cái bầu, coi như là cẩu nguyên cái bầu dưới luôn, không có quấn gì vô cái thân cây để làm hư cái vỏ cây hết các bạn. Thường thường thì mọi người sẽ dùng mấy cái mền để quấn vô cái thân cây, xong bắt đầu xiết dây đai vô đó. Sức nặng của cái cây này á thì nó sẽ làm sụp sịch. Đang chọn cái mặt để đưa cây lên nằm xuống và an toàn. Nó đưa lên thấy cái mai nó khủng khiếp luôn, nó chà bá lửa. Này nằm trên cái đồi mình nó thôi, xung quanh đừng có gì nữa, mình nó thôi, nó đỉnh luôn. Đang lót sơ dừa cho nó êm ha, để cây lúc mà chạy nó đừng có bị lắc đồ này nọ. Trải cái lưới lan lên sàn để khi mà hạ cái tàn xuống á sẽ bọc cái lưới lan ôm cái tàn lại ha. Tàn quá là to, quá là khủng khiếp luôn các bạn. Đây các bạn thấy là cái tàn nó đang lòi ra ngoài ha. Bây giờ sẽ quăng dây qua xong rồi cảo, quấn mấy vòng để cho nó ôm gọn vô, nó không có đưa ra ngoài quá để di chuyển trên đường. Cái tàn 8 mét mà cố gắng thu gọn nhất có thể luôn, không có tính cái thời gian mà đào bầu đất rồi quấn đồ này nọ, thì nội cái thời gian mà đưa cái cây nó nằm an toàn ở trên cái xe để mà có thể di chuyển thì mất đâu đó khoảng 2 tiếng. Các bạn thấy không, từ đưa cái cây lên cho nó nằm xuống rồi lót như thế nào, rồi quấn chặt như thế nào, bọc cái lưới lan này để mà gom gọn cái tàn lại, rồi làm rất kỹ, coi như là đang 90% công đoạn rồi, đang cho quấn cho nó chặt rồi lại đó, để đi đường cho nó an toàn. Hy vọng là có những cái trải nghiệm để cho mọi người biết là đứng một cái cây khủng giá trị nó bao gồm những cái công đoạn nào và cực như thế nào, cần phải có nghề như thế nào. À, cây nhập hộ khẩu Bình Dương nha, an toàn nha, cho vô hộ khẩu Nam Ngô Farm luôn. Đã về Bình Dương an toàn, quá khủng lắm.